Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là YouTube Mero này. Và ok, và hôm nay mình sẽ làm một clip về podcast cho mọi người xem. Podcast cho mọi người xem, đã rất lâu rồi mình không làm clip về đánh leo cúp, đánh ladder. Thì ok, bắt đầu nào. Hiện tại thì mình đã lên được 5K2 rồi. Mùa này thì mình ngôi giáp của mình nó lên max rồi, thì đánh nó rất là đơn giản thôi. Với lại là lightning đã bị nép rồi thì mình tự tin hơn nhiều. Fireball thì nó không chết, mà cần muốn chết thì cần phải có hai spell để có thể giết được con Pungin Giáp của mình. Nên vì vậy là thôi, cứ đánh mạnh mẽ lên. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu trận đầu tiên. Wow, chúng ta vẫn còn 7 ngày đã kết thúc được cái mùa giải như này. Thì thực ra thì lên 5k2 thấy ngôi thấy ok rồi, chả cần phải lên cao nữa làm gì. Tuy nhiên thì ok, Hot Rider. Ôi giời ơi, kéo chậm. Con này mạng kiểu gì nó cứ bị chậm chậm. Đúng rồi, hay lắm, hai con goblin, một con goblin. Tại sao em lại còn ở đấy ta? Giật mạnh mẽ. Có rác. Dám tồn đồ mình. Cố gắng mình sẽ leo lên 5k3 cho mọi người xem. Okay, rất mạnh mẽ. Cần quan trọng bên đấy, quan trọng bên này này. Nhà thanh niên này không biết chơi lắm. Kéo cách vào đây đơn giản rồi. Phải bộn phát bộ làm sao có thể giết được. Cố gắng lên 5k3 sẽ nghỉ thôi. Boost từ từ. Lên không lên là không quan trọng. Nhưng mà nói chung cứ phải cố đặt ra mục tiêu thì mình có thể mới mới có cái khả năng ý chí để phấn đấu. Này đánh là quân rồi. Spam là quân rồi.
Tôi là một cái đích rất mất dạy. Tôi là rất mất dạy. Đấy các bạn có thấy độ mất dạy của nó, của cái deck này. Nó có fireball, nó có... Sao có thể kéo được, cảm ơn. Cảm ơn. Với cái deck mất dạy này thì cần bạn ăn được một trụ thì bạn ăn một trụ thứ hai đơn giản. Thủ trụ thứ hai rất đơn giản. Chiếu nó spam mà. Chết con rồng ngu danh, à rồng khôn. Hay lắm. Mình có miner làm sao ăn đập được. Thoải mái. Nó đập cái nhà kia rồi. Không có một tí thông minh đối với mình. Còn bên kia của mình sẽ quẩy chết thôi. Xa bột, một lock. Nỗ lực cuối cùng. Mình miner đập sao được. Địch rất mất dạy. Quá địch rất mất dạy. Ok. Vàng top 27, top 30 đấy. Sợ thật chứ. Mở hero lên kinh thật. Vâng, lâu lắm mới gặp thanh niên 12. Bài rất xấu. Vâng, bật. One hit. Rồi, hay lắm, bài rất xấu. Khi mà ban đầu mình không có tôn đồ. Xấu. Số tệ số hại. Quán hit. Bộ không được hit nào. Rất xấu và có thể là mình thua bài này rồi. Khả rất thông minh. Gặp những cái deck xoay nhanh này mình rất khó xử lý. Vì cái trận deck của mình là hay hụt theo deck họ. Ngay mà nó sẽ fireball. Quá khó. Tuy nhiên nó fireball này mà nó có cả cannon nữa thôi khó lắm. Fireball. Nó đã có một cái cannon, đã có một cái fire rocket rồi. Và đã có một cái fireball nữa rồi. Cảm ơn các bạn cổ vũ như mình, thực sự quá khó trong những tên này.
Rất thông minh, rất thông minh. Quanh hiếp ngọt mày đây. Một bếp thông minh, rất thông minh. Và kỳ của mình sẽ quấy được một cái. Lock bet không, chưa phải cao thủ, chưa phải cao thủ. Ok, và nếu mà các bạn thích clip của mình thì nhớ like, share, subscribe của mình.
Cảm ơn các bạn. Và nhớ subscribe kênh của mình để đón xem những stream của mình, theo dõi bước chân của đội tuyển Việt Nam. Ok, và dừng tại đây thôi. Đánh nhiều độc tim lắm. Độc tim lắm. Ok, cảm ơn mọi người. Nhớ subscribe để nó miễn phí. Nhớ subscribe để nó miễn phí.